Alright, good morning. Good morning, Jay. Good morning, good morning. Are we live? Are we live? Are we live? Good morning, good morning. Market vẫn đang sideways, không có gì biến động hết. Vẫn 50-50. Có chiến tranh over the weekend, but không sao hết. Có news chiến tranh gì đó, nhưng mà cũng chưa thấy hết. Giờ vẫn ngồi chơi thôi. Chưa xin nha. Good morning, team. How's the team doing? Market này vẫn chưa thấy hết á. Chưa rớt mà. Over weekend có news là Iran shoot Israel nha. Nhưng mà chưa sao hết. Đó chỉ là warning thôi. Chưa sao đâu. Coi rớt hả? Coi bữa rớt xuống ha. Ethereum bữa xuống còn 2.9 thì sao? Giờ lên 3.2 lại. Lên lại rồi. Cà phê vô. Market nào cũng vậy thôi, mình ngồi mình đợi xíu rồi bính. Spy vẫn xanh mà, spy vẫn xanh luôn. Mà coi chuyện nó rớt bua nha team. Coi chuyện nó nhấp nhấp, nó dụ lên, nó rớt bua chết à. Watch out baby. Ủa. Kiếm cái này kìa. Đây. Good
Good morning, good morning, good morning. Hương Phan, good morning chị. Good morning chị Hương Phan. Hiệp Nguyễn, good morning anh. Uống cà phê đi. Nga Kuta, Texas. Good morning chị. John and Nguyễn, good morning. Make sure cái mic hôm nay nó work nha. Cái mic không work. Bữa nói chuyện cho cố rồi mic không work. Ừ, chị đi lại coi. YouTube music. Where's my music? Yeah, the dog. Let's go, let's go. Ủa, đang chơi Nhật Bản nào đây? Từ nha mọi người, ok để mở cái nhạc lên. Bye Pablo, alright. Rồi, good, xong. Alright, 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 alright. Let's go. Tiếp tục, tiếp tục. Kevin Huỳnh, good morning anh. Tào Việt Thiện, good morning anh. Jack Quỳnh, good morning. Tùng Đỗ Mai Nguyễn Trang, good morning. Chị Liên Nguyễn, good morning chị. Wi-Fi Garage, good morning, good morning, good morning. Minh Lục, good morning. Hemi Phạm, good morning. Beautiful Monday, huh? Yes. Monday hôm qua thấy nó gáp đào future mà giờ nó xanh lại. Bữa có tin chiến tranh thế giới crypto nó bán mạnh ra luôn, giờ sao nó quay lại. Stock cũng là khá ok, có mấy con bond vẫn xuống, nhưng bond thì xuống. Market này cũng bình thường, không thấy gì hết. Ngồi chơi thôi. Hemi Phạm, Adobe thì em chưa mua chị, con này vẫn còn giá còn cao, giá còn mắc. Vậy con này chắc chưa đâu, còn để cho xuống xíu nữa đi, dưới 400 vẫn ok, dưới 400 vẫn ok. Good morning Duy Sang, đầu tuần kiếm thêm chút tiền để đi xây tiếp long term thì em cũng đã mới đi xây thêm chứ, long term này cũng đang lên kìa, để coi con nào lên này nha. Ồ còn MPW, MPW bữa mới ra nu xong thứ 6 á. Bởi em mới nói thêm con MPW nó ra news. Nó ra news, nó bán assets thì nó lấy được 1 tỷ hay sao. Còn sóc nó bay luôn. On Friday. Nó bán mấy cái property của nó lấy được 1 tỷ hay sao. Ok. Con này đang bay nè, MPW. Đang gap lên 23% luôn. 23%. Đang đưa, nó có thể về, nó phiêu gáp 5 đồng á. Nó phiêu gáp 5 đồng, mình giờ mình có lời nó luôn mới ghê chứ. MPW có lời luôn nha. Bữa giờ lỗ, giờ quýnh ôm cái lời lại đó. Con này không mua nhiều thêm, con này quýnh vừa thôi. Con MPW lên nè, con Grow đang lên nè. LAZR lên lại nè, mấy con nhỏ nhỏ đang lên lại. JD nè, NEO nè, Cisco cũng đang lên. EWG, Germany hả? Mấy con Chinese con stock đang lên nè. EWY. Không biết có hold không nha, từ từ ơi. Đây con nào xuống? Bond xuống. Salesforce làm gì xuống vậy? CRM mới làm gì xuống vậy? Thì CM mới ra report gì đó, nó báo thông lâm này. Oh, insider sold. Có người bán insider sold. Con này có insider sell. CM đang xuống nè. Oh, SCSD con này xuống dữ vậy. Oh, SCHW Star Swap. Ủa đồng máy.
Ok, con này mua con này cũng được. Cho swap. Để coi market sáng giờ cũng sideways rồi, nó cũng không lên xuống nhiều, lên 1-2% mà. Ok. Ok. What? Ok team. Cô like cho cháu rồi, thank you cô Hồ Ái nha, thank you cô. Ethereum có thể lên 4.000, nó sẽ lên nhưng mà không biết thời gian khi nào thôi anh. Còn nó sẽ chắc chắn từ từ sẽ bò lên thôi. Mấy con nó mua win được cái trade Ethereum em mua em hold không à? Em ít khi ba hold, anh nhìn mấy con đó lắm. Ethereum mua and hold thôi. Còn này mới có earning. Bit earning mà miss xíu hả? Bit earning mà rớt ta. Cho swap mới ra earning nè. Hey Lito, good morning chị. Lucky Võ, good morning chị. Danly, good morning Danly. Kevin Nguyễn, Chelsea đẹp, good morning. Bên Crypto Market Tip có nên hâm hốt thêm altcoins platform rồi hồi phục nhanh quá đã sau halving. Bitcoin sẽ có thêm supply shot altcoin 10x easily. Nếu mà anh chị nào thích chơi crypto thì mua cũng ok, crypto cũng là một cái mảng tốt mà. Ok, em thì cũng mua nhưng mà mua để hold thôi. Crypto is like gold to me, ok, buy and hold thôi. Em không có, I don't trade crypto like that. Phí nó cao lắm. Chừng nào phí của free trading của crypto nó thấp á, mình trade mình mới có lời được. Còn không là chỉ đợi giá rẻ hốt mới đi nữa thôi. Wi-Fi, good morning. La cho em trai rồi nha, thank you anh. Thank you anh. How's the team? How's your weekend? How's your weekend baby? How's your weekend? Did you enjoy your weekend? Oh my goodness. Did you enjoy your weekend? Market này giờ ngồi chơi thì mấy tháng đầu năm nay là market nó không có ổn định cho lắm. Win nó cũng hơi mắc giật. Cứ giật lên giật xuống giật lên xuống mà win không có đều. Nên mình win mình phải pay a lot of attention luôn. Tesla quay lại kìa. Tesla mới cover hết luôn. Good. Tesla sáng rớt hơn 1%, mới rớt 1% mấy luôn, 1.5 luôn. Sáng Tesla xuống như 1.68 rồi. Giờ lên 1.70 lại nè. Cover lại 2 đồng. Thì coi làm gì nha. Market này nên ngồi nhìn thôi. Nhìn ngon hơn là quýnh. Không có nên chơi cái market này đâu. Nói chung là market là đang xanh pre-market đó mà nó có hold hay không thôi. Mấy market này giờ nó ghê lắm. Dương quá, good morning. Dương quá, rồi Long Nhi đâu? Dương quá giờ này cũng đi trade stock hả? Thảo Nguyễn, good morning. Donny Nguyễn, good morning. Like cho anh Duy, cô dùm Mara. Mara giá bao nhiêu mà? 16 chưa? 16 kìa. Oh, Mara 16, yeah. There you go baby. Coi chừng nó gãy 16 luôn nha. Đứng này ghê quá. Thôi, không chơi đâu. Nó gãy 16 đi luôn à. Để coi nó mở ra như thế nào. Tạo nó gãy 16. Đó, support nó rồi đó, 16 ai muốn chơi thì chơi. Ngay support luôn đó. Nguyên Võ, good morning. Chờ lên lại rồi, khi anh lên đầu lên 1% mà lên đầu lên. Mấy cái pre-market lên 1-2% cái lý gì thôi đó, nó đâm cái 5% bây giờ. Market không có uống gì đó. Ngồi chơi thôi. Không có gấp, với lại Monday không uống được đâu. Monday phải đợi cho nó chạy khoảng chừng nửa ngày rồi mình mới thấy trend được. Đầu tuần đâu có dám uống. Đầu tuần nhảy ra cho vào thôi, quýnh ôm vô trở lại. Ngồi quay thôi. Tony Huỳnh, good morning. Tommy T, good morning. Karen Nguyễn. Em ơi, coi giùm chị BLTR từng lên 23. BLTR em không có trade chứ. Con này á, con này giá này lâu ok rồi đó. 22 bữa lâu là ok nè. Bữa 22 nó về lâu đi nè. 22 mua thêm được rồi.
Con nào mà gãy dưới 22 á, gãy 22 là nó form downtrend luôn nha, nó gãy 22 nó flush về 2 triệu đồng luôn á. Còn nó mà giữ đây bay là trên 24 thì ok. Con này không nên trade nha, chót xấu quá à. Chót để trade là xấu lắm á. Bây giờ nó búng cái cây bự về là 19 2 triệu đồng á. Thêm mì tôi good morning. Sáng nay nghe rõ microphone, that's good, that's good. Sáng sớm mình mở ra mình coi mình nhìn cho nó make sure nó ok hết mình dám mới nó bắt đầu nói chuyện được ok. AMD cũng lên xanh lại kìa. Còn Nvidia là khỏi nói luôn. Nvidia là different level luôn rồi. Nvidia không short được nó luôn á. Còn nó không short được. Xuống lên hoài luôn. Ồ, bond này làm dữ vậy, bond xuống 45 luôn rồi. Team F xuống còn 45 đồng rồi. Bond xuống rất ghê vậy. Cái trend con này chắc có thể về 44 luôn á. Chị Judy, good morning chị. Good morning. Hải Vương, good morning. Thái Hiệp, good morning. Bích Ngọc, good morning DJ. Larry Cao, good morning. Gary Nguyễn, good morning. Bây giờ team sao rồi? Nó hành mình quá không team? Market nó hành quá phải không? Thạch Đặng, good morning. Kevin Nguyễn, coi dùm con SoFi từ ngày ra sao. SoFi cũng không phải là stock để trade nha. SoFi này ôm ngon. Giá này ok, 7 đồng ad được á. Trade không ngon luôn. Bây giờ stock con nào trade cũng xấu quắc rồi. Nó không tăng downtrend, nó lâu hai lâu hai lâu hai không à. Con này một đợt nó chắc nó gãy về 6.5 á. Mấy con này add long term từ từ thôi. Trend giờ xấu lại hết rồi. Không mấy tăng là nó tăng tạo ra cái gì lâu hai lâu ha, lâu hai nè, hai nè lâu hai lâu hai lâu hai không không. Tạo liên tục luôn. Long term vẫn ok chứ vẫn mấy con này mà trade mạnh dễ chết. Chót rất là xấu. Trong cái short term thôi, có mấy con này quýnh long term thì không sao. Nhưng mà cái short term vài tháng này là cái market nó không có ổn định. Sợ anh chị ôm vào á, nó giật những cái cây này nó xuống gãy gì gãy. Trong cái short term vài tuần nó gãy nữa. Market đâu có xanh đâu, market nó đang sideways mà. Không mấy, không chấp mấy, không chấp mấy không à. Nhiều con đỏ luôn mà. Ông em không mua Tesla. Tesla chuẩn bị có earning á. Chắc tuần sau earning. I don't buy anything, ok? Mới một xíu Intel với Starbucks đây, để yên đây thôi. Winco và Car. Để coi con này nó làm gì nha. 37 mấy không? Giờ nó 36 mấy rồi. Còn nó lên lại cũng lè lắm. Bữa lên gần 38 luôn, xong nó giật lại 35. Giờ giật lên là 36. Từ. Cảm ơn gì không có gì anh ơi, không có gì. Tracy Công, good morning. David Nguyễn, good morning anh. Tony Hồ, like cho Duy nhé, thank you anh. Để bấm like vô. 400 người đang coi, bấm like đâu, like của mình đâu hết rồi. Bấm like vô mới lên market đây. Bấm like mới hên được, không bấm like là xui đó. Hùng Vlog, good morning. Andy Võ, good morning. Steven To, good morning. Dũng Phạm, good morning. Boeing hôm bữa em nói là đừng có bắt cái đấy nha. Bữa hôm qua sáng này thấy xuống còn 170 à. Hôm bữa lụm cái đẩy 177 rồi, cái chỗ này không lụm được. Không, em không muốn cái con Boeing đâu. Con Boeing em sẽ không đụng. Con này em nghĩ kìa về có 150, 140 cũng ok. Còn một đợt nữa. Một đợt nữa. Một đợt nữa rớt nữa rồi, hắn chơi nữa. Ok. Boeing còn một đợt nữa, thì chưa đâu. Đừng có gấp. Bữa thêm cái đòi mua con này nè. Nó nói đợi có đòi mua lại 177 nó no. Lần đầu tiên 177 quýnh, lần này sao không quýnh, không rớt liền. 177 xuống còn 170. Rớt thêm 7 đồng luôn. Quá là ghê. Ok. Ok, ok. Em trade bên Kraken 0.25% per trade. Cô bay phí cao hơn nhiều, đúng rồi. Bên crypto có phí nhưng dao động cao, biết cách thì khỏi đóng thuế. Stock trade phí free free nhưng lợi phải đóng thuế. Nhưng mà mình day trade mỗi ngày cái phí nó cao lắm em. Day trade crypto chắc một năm chắc tiền phí chắc phải 100-200 ngàn luôn. Tiền phí đó. 6 câu good morning Duy và các bạn, good morning. Nhà em xem giùm con boy hả.
Con boy này bữa giờ sao rồi? Bữa giờ không có út nữa luôn. Còn Ray là 13, bữa thấy lên 14, 14 đồng mà. Thôi cái con này vòng vòng đây không quýnh đâu, từ từ. Cho làm thêm đợt gãy nữa đi quýnh nhé. Con này nhảy vai nhảy vào ăn xong chạy thôi chứ cũng không có gì được coi. Nó sợ này là nó sẽ xuống hoài luôn, nó sẽ xuống hoài hoài luôn. Còn xuống nữa, nó xuống xong nếu mình chỉ ăn canh được cái đúng cái lúc nó chạy thôi, quýnh ăn cỡ 5-7% là quăng thôi chứ con này quýnh không được. Con này càng ôm càng chết nha, con này không có long term, nhưng long term là không còn tiền luôn. Ok, cà phê sáng cho Duy đang uống nè anh ơi, đang uống đây, đang uống đây. Ok, con SO con boy này là nhìn trên lý thuyết là nó xuống hoài luôn nha. Thêm ok, thấy không, giá lúc trước là giao bao nhiêu, 800.000 đô, 800.000 đô một con, thấy không, giờ tính ra còn có 14 đồng là nó cứ split, nó về giá thấp xong nó split, nó đẩy giá cao lại, và thấp đẩy giá split lên cao lại. Không là con này mà cứ short in the long term nữa nó sẽ xuống hoài luôn. Ok, Brother nhìn giúp con SO XS nếu lên được bao nhiêu. XO XS XO XS là quấn ngược mấy con chip hả? Nếu mà lên nữa, lên cao lắm được 37 đồng, 37 đồng 66 xin. Con này cũng rớt quá trời. Mấy con chip này không hold, mấy con Nvidia hold cứng lắm. Gì? Sao trading view của mình nó show XOXS giá 35 đồng hai vậy? Ồ chắc nó mới reverse split. Nó đang cũng show em 35 đồng 20 cent này, chắc mới reverse split á. Đúng không? Nó mới reverse split chắc vậy quá. Thử coi. Tại vì nó mới reverse split. Đúng rồi, hôm nay nó mới reverse split nè. Hôm nay nè, nó mới reverse split á. Nó mới reverse split hôm nay là April 15 right here. Đúng rồi, 10 to 1 right now. Bây giờ nó ba đồng mấy, ba đồng mấy mà nó reverse split thôi. Nó giờ nó reverse split nữa kìa. Mấy con này nó ghê lắm. Nó cứ đẩy giá xuống thấp xong nó reverse split hoài luôn. Nó đẩy giá cao lên người ta tưởng nó lên, người ta quýnh vô nó rớt xuống nữa. Don't touch mấy con này, ok. Anh chị không biết chơi, đừng có đụng mấy con này. It's not a stock for you to hold on. Nhiều người mua mấy cái này quýnh cho quýnh thấy coi giá thôi chứ đâu biết con này là con gì đâu mà. Chắc luôn. Ok. Cứ lúc nào cũng anh quýnh sót, đừng có coi cái price của nó, đừng có coi cái số này nè. Cái price không phải là cái số thiệt sự của nó đâu. Ok. Cái số 35 đô la này là it's not a this is how you trade stock. Ok, stock mà không có trade the price đâu. Ok. Cái number just a number, alright, quýnh vô thua. Em đi cái gì? Em đi downtrend rồi. Em đi yếu rồi. Em đi có thể gài gài một hai cây nó gãy cái chỗ này hả chị? Nếu mà không hold 160 nó gãy luôn á. Con này về 140 đồng vẫn ok. 140 đồng. Có cái này cây xấu quắc rồi, cái cây này thấy không? Cái cây right here nè, cái cây đâm ra là quá xấu luôn. Con này em không đụng đâu, em đi chắc sẽ không đụng. Em đi sẽ khó mà đụng một thời gian. Cái này là đổi trend signal không, xong giữ trend luôn và giữ cái này dưới đây luôn rồi, hết lên nổi rồi, toàn là bear flag xong rồi gãy, không bear flag gãy, bear flag gãy luôn, thấy không, cái cây signal thấy rõ luôn không, nguyên cây này luôn. Con này về 140 đồng cũng ok, gì 140 đô la, $140, ok. Ok. Ông kiếm show cái gì? Hôm nay con 11 sách tờ có con nào xanh không? Oh, believe it or not, hôm nay 11 sách tờ xanh hết luôn. Wow. Okay. Có tình chiến tranh nha, 11, 11 sector nào cũng xanh đó nha. Financial xanh luôn, real estate xanh luôn, utility xanh, healthcare, industrial xanh hết luôn, stable xanh luôn, energy xanh luôn, okay. Energy xanh, material, information, IT xanh luôn, communication xanh hết luôn. Wow. Crazy baby.
Goldman Sachs làm như bay dữ vậy, con GS nữa. Thử coi, Goldman Sachs có news gì đây? Đang lên 4%. Goldman Sachs. Earning, tuần này có earning chắc cũng nhiều rồi. Đấy rồi, mấy tuần này vào vào bank earning nữa. Goldman Sachs mới ra earning đúng không? Goldman Sachs và con Charles Schwab mới ra earning nhé. Để boss cái earning tuần này trong thêm coi. Ok, để em save cái image này vậy. Tuần này em post trong team là đây là earning của tuần này nha mọi người, ok. Post trong team luôn cho mọi người vào coi. Okay. Tuần này là hôm nay là mình sẽ có Goldman Sachs, Charles Schwab, MT Bank. Hết giờ hôm nay là sẽ có First Bank, Dragonfly. Tomorrow có Bank of America nè. Ngày mai có Bank of America. Rồi UNH nè, United Health nè. Cũng big stock nha. Giờ này big stock tuần này earning nhiều lắm á. Bank of America nè, United Healthcare nè, Johnson Johnson nè, Morgan Stanley nè, BNC nè, Bank BNC nè. Nhiều lắm, Ericsson, Commerce Bank, United Airlines, Interactive Broker, JB Hunt. Ok, rồi à. Nhiều lắm nha, US Bank Corp nè, Discover, AA, Netflix, ồ tuần này có Netflix luôn. Netflix earning this week, Key Bank, Alaska Airlines. Mấy con bank nhiều, tuần này financial earning rất là nhiều luôn, commercial bank rất là nhiều bank earning tuần này luôn. Và cuối tuần có con BNG, BNG con này giá nhiều rồi. Để coi hot này coi. Procter & Gamble nè. Con này lâu quá mà chưa được mua nha Tim. Em thích con này lắm luôn mà nó giá cao quá cao luôn. Từ lúc Covid giờ nó chạy từ 95 đồng lên tới trăm mấy luôn. I like con này a lot luôn, chưa mua được, hơi cao. Alright, Trương Trần good morning anh. Andy Võ good morning. Hải Vương good morning. Lenny Đỗ, Amy Huỳnh good morning. Cúc Trần, Boeing sẽ không đụng ở đây. Đánh long term thì ok nhưng mà quýnh mà trade không chơi con nó đây. Con đó thiếu nợ gì, ghê lắm. Okay. GOD chắc all time high nữa phải không? Ồ rớt lại kìa, bữa 200 mấy giờ rớt lại kìa. Bữa 225 bắt đầu short nó được. Đợi nó về chắc thôi nói chung con này không quýnh luôn. Con này nó sao sao á. Em thích quýnh trade gold. I don't trade silver and gold. Ok. Em không có coi rành mấy cái đó. Em không thích coi mấy con này. Em không thích trade mấy này. Đi quá chậm. Ok. Đi chậm lắm. Em không thích quýnh mấy con đó. Tốn thời gian. Ok. À, không like mấy con này. Con này là bây giờ là hết quýnh được. Nó bắt đầu ra cây đỏ nè. Đó. Ai quýnh nhiều quýnh. Sáng nay em con gì? Sáng nay em canh long Tesla 168 exit nè. Good. Market này đâu chưa quýnh được. Để coi mở ra, lát nữa nó mở ra quýnh. Đâu giờ gấp, mới Monday mà làm gì gấp vậy? Thì nay sáng sớm Monday mà gấp kiếm tiền vậy? Để coi còn Netflix ra nhiều rồi. Netflix, Netflix 630 đồng luôn, con này chạy ghê thiệt. Netflix chắc về all time high 700 quá. Cái cách nó chạy nó chắc nó về thiệt luôn á. Ok. Today the last day of paying tax, ok. April 15. Make sure you pay your tax today, ok. Alright. Ok, anh chị, good morning anh chị, okay. We got 3 minutes left. Sáng sớm uống cà phê, tỉnh táo đây rồi quýnh. Ồ, em đi nó bay một cây một xanh luôn kìa. Em đi nó bay một cái một xanh luôn. Wow, em đi.
Mới bắn một cây lên tới 165 luôn. Wow. Market này chắc không biết nó cái cách nó chạy nó giống như là nó đang lừa người ta để nó mở ra nó đâm đó nha. Ok, cẩn thận nha team. Ok. Nó mới xuống 162 bay lên 165 kìa. Loan Nguyễn good morning, Donnelly good morning. I'm away. Apple giá ok rồi, hôm bữa giờ thấy ok đó. Nó hold 170 đồng cứng luôn. Em vẫn add Apple, bữa 169 em add thôi. Add cho long thơm. Rớt nữa add tiếp mà. Nó hold đây nè, 167 nó bay lên tới 178 luôn. Chạy mười mấy đồng luôn, quá đã luôn. Apple như mình có lời luôn rồi đó. Nhưng mà Apple mình lời mà, lời 45% rồi. Buy DJT hả? Support Donald Trump giá như vậy. Ô con này xuống kìa. Ô yeah. Ó thấy chưa? Anh con này gài đâm xuống kìa. Ô mà anh con này về 24 chưa được á. Đây chưa thi rớt kìa thêm. Oh my god, 8 triệu đồng rớt xuống luôn. Ok, ai muốn chơi thì chơi kìa. Ok. Ok. Martin call sẽ call you real fast. Okay. I don't play mấy này. I just wait for the market to be steady and buy good stock, good company and hold thôi, okay? I don't buy junk stock. Phải kiếm cơm sớm chứ em, còn phải lo cho gì? Đi, trà xanh nữa. Xem giùm em con PACB với anh. Ok, một phút market open nha. Con này không có gì để win hết. Nga ơi, Nga Texas. Ok, con này không có gì hết. Chọn này đâu có gì đâu win. Đang đào trend không có volume luôn. Con này không chạy đâu. Chuyện nào nó có news, mấy con này có news hay gì thế nào nó mới bay thôi, mấy con biotech này đâu có gì đâu win. Alright team, let's go, run it. Can't change up, my team too real so we stay up. Yeah, this side, yeah, can't change up. My team too real so we stay up. Yeah, this side, yeah, can't change up. My team too real so we stay up. Yeah, this side, yeah. Alright team, I hope you have a good week, ok? Đầu tuần, đầu tháng, quýnh cẩn thận thôi. Đầu tuần mình chưa thấy cái gì hết, mình quýnh tầm bậy là chết đây. Ok, quýnh cẩn thận thôi. Good morning Brian, chào Mary Lou, Wi-Fi and Jeremy Phạm. Ok, Spy cũng đang hold á. Spy cũng market đang hold cứng ngắc luôn á. Mà nó pre-market thôi, 1-2% coi chừng nó đâm á nha. Coi chừng nó rất bua nha. Watch your market, ok? Monday is the dangerous day. Nó phải có trend quýnh mới được, quýnh tầm bậy, vô nó giật thua tiền á. Ok. Good luck everyone. Good luck. Good luck. Em âm hơi bị nhiều hả? Thích win penny stock hả? Penny stock đâu có đáng được kèm mãi kịch bay à. Đó. Yeah, yo fight. Let's go. Đó, hôm nay em đi mới mở ra đâm liền thấy chưa? Man. Mới mở ra đâm một cây bự thật bự luôn man. Biết mà kịch bay vậy. Nói rồi, cẩn thận thôi, thấy không? Nó mới ra mở ra đâm phát hai đồng liền luôn. Đâm liền luôn. Nhanh gọn và lẹ luôn. Giờ nó từ 164 đâm lại cho cũ luôn, bây cái market này nó ghê lắm. Từ nó có làm gì đó. Oh my god, con em đi. Oh my god, em đi. Oh my goodness. Amazon on the low. Tesla đâm luôn. My goodness. Market này bây giờ nói không? Market nó cứ dụ dụ. Nó cứ dụ mình mở ra sáng sớm nó cho mình xanh 1-2% mở ra đâm hết trơn thấy chưa? Thấy chưa? Nó gài ghê không? Tesla đang xanh nó bứt cái một đi hai đồng liền thấy chưa? Em đang ôm Tesla 181 hả? 181 thì 1181 thì có thể quay lại. Con Tesla mà earning mà tốt cái quay lại 200 liền gì. Nếu mà earning tốt. Okay. Intel cũng đang lên lại kìa. Thôi market này không nên đụng chạm nha thêm. Ok, để yên cho nó chạy đi. Starbucks của mình cũng đang lên lại kìa mọi người. Ok. Mà cũng again luôn, để yên cho nó chạy luôn. Ok, mình không có đụng gì hết á. Don't touch this market, ok. Để coi làm gì đó. Tesla giật giật đây nè, 169 nè. Market này ghê quá. MPW bay luôn rồi, MPW bay luôn rồi ha, MPW bay nha team, ok. Mình
nên có MPW xíu, mình nên có dòng long term điên thôi. Tesla đang giật giật xuống lại luôn, không Tesla nó lâu nữa chưa. Để coi 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 ngồi đợi đi thêm một cái chưa thấy. Nvidia bay tiếp, Nvidia on the high kìa, AMD on the low, Tesla on super low luôn, Apple rớt luôn nha, Apple đang rớt mạnh á. Tesla gãy luôn. Còn nào, mình vẫn quýnh Tesla day trade là nhiều nhất nha, tại vì Tesla vẫn là một con stock có volume nhiều nhất, quýnh dễ nhất. Ok, gãy luôn, Tesla gãy sâu luôn. Dài dây. Yeah, Tesla gãy sâu luôn nha, 168 là 50 luôn. Giật lại 169. MPW bay luôn, MPW break 5 đồng. Bay mạnh luôn. MPW bay khá là mạnh, ok, coi Tesla làm gì đây. Em đi gãy luôn, em đi gãy sâu luôn. My goodness. Dây dây, chưa dám quýnh luôn, chưa quýnh gì hết á. Nó mở market, market nó mở ra nó đâm nữa, thế chứ nó là đâm mà market này chưa có rõ trend để hold đâu. Nó những cái cây xanh 1-2% người ta mở ra người ta bán hết rồi. Còn Intel mình đang bay kìa. Intel mình vẫn còn 37 á, lên 37 là ok. Cho nó chạy đi. Mình có bán cái khu vực core nên con này cho dù nó rớt xuống 1 đồng 2 đồng mình cũng không sợ lắm. Okay, tại mình có cái core mình collect premium nữa. Sao hết. AMD vẫn rớt nhá, AMD vẫn đang rớt sâu luôn, 162 luôn. Wow, AMD rớt mạnh vậy trời. Nvidia rớt luôn. AMD rớt mạnh luôn. Ok. Nói rồi qua kịch này cẩn thận mở nó đâm nữa chứ mà lên, mua chưa chưa mua kiểu mua vô là đưa tiền cho nó xài luôn chứ mua. Nghĩ sao mà đang đâm mạnh on Friday mà kịch mới gấp gấp nửa phần trăm on Monday mà dám mua vậy trời. Này thì mua. Cho nó rất là 3 đồng luôn. Nó rất trước market luôn. Shoot man. Em đi ghê không? My god, em đi rất ghê. Holy shoot man. My god, cái cây đầu tiên nó rớt kìa. Trời ơi, miếng cây bự thì bự luôn. Thấy em đi rớt cây bự không? Y dày dày, nó rớt là ngay cái support luôn, ngay 161.50 luôn. Rồi gãy trước pre-market luôn. My god, gãy ghê quá. Ok, bắt cái đáy đây nè. 161.30 giờ mới bắt đáy nè, thử coi đang không. Trời ơi, gãy luôn. Trời ơi, mới vô bắt cái đáy gãy luôn. Bắt cái đáy 161 rớt luôn. Bây giờ mới bắt cái đáy có thua 30 sen luôn, ghê không? My god, con này nó gãy gáp lẹ quá. Straight down luôn, con em đi này rớt straight down rất mạnh luôn, rất bóng đồng liền luôn. Em đang mua giá 161 có chuyện rớt nữa nha. Rất nguy hiểm quá. Vẫn rớt nha, em đi vợ và em đi vẫn vẫn rất mạnh luôn nha. Chính vừa vừa thôi. Rớt tiếp luôn, thế em đi rất mạnh luôn, 160 luôn. Gãy trước cái gap luôn, mới vào xíu mà thua liền, thấy không? Em đi rất khá là mạnh nha, thêm cẩn thận nhé. Bắt cái đáy này mà nó vẫn rất mạnh luôn, thấy chưa? Vẫn chưa hô vào luôn. Quýnh cái 300 xe em đi mà nó rất kinh khủng luôn. 160 nha, em đi rất 160 kìa. Dày dày. Từ từ nha mọi người, từ từ thôi. Mới vô con cây này coi nó cover cây nào không. Tiếp tục rớt luôn. Còn rớt hết luôn, nguyên cái market rớt hết từ trên chứ Tesla rớt luôn nha. Nvidia thì cover xíu nè, coi em đi làm gì, em đi rớt chuẩn bị gãy 160 luôn hết trời. Em đi chuẩn bị gãy 160 luôn nè. Em đi rớt khá là mạnh luôn nha. Wow, 159 mấy luôn. Ok, em đi rất khá là sâu cho thêm, ok.
Đấy, 160 rớt đau sâu luôn. Nhưng coi làm gì đây đây. Em thua mấy trăm rồi, chắc cái này phải cắt ạ. Cái này rớt lẹo quá. Chưa có lực mua nào ở dưới 160 luôn. Em đi rớt vẫn rất là sâu nha. Con Nvidia thì hold lại đó, ok. Em đi thì vẫn đang bị đâm rất là mạnh luôn. Để coi còn đợt nào nữa không. Em vẫn ôm em đi thua mấy trăm đồng mà từ từ coi. Em đi đang vẫn đang đâm rất là mạnh luôn, được lực bật lực bán mạnh cực kỳ luôn. Ok, em đi lên lại. Ok, chốt. Chốt bên đây đường mới cũng ok, đỡ ghê vậy. Ok. Em đi đang lên lại nhé, từ từ coi làm gì. Theo Tesla vẫn đang đâm mạnh nha. Ok, em đi dắt, em nghĩ nó còn rớt mấy đợt á, cắt cái này đi. Cắt cái thua trăm mấy rồi quăng đi, ok. Bên này ăn được 300 mấy, cũng lợt được, ok. Đua luôn, chạy luôn, không có ôm được nha, huấn cẩn thận, em mới cắt bớt em đi á. Và đây là được 300 mấy, mới mua thêm 159 đồng. Bên này thua 100 mấy, cũng gần lời được 100 đồng rồi đó. Ok. Tesla gãy luôn rồi, thấy mà thấy market nó gãy lại không? Có con Nvidia. Oh, Nvidia con này là quá quá giật rồi. Ok, bán em đi luôn. Em đi bán đi ra, 161 quay lại kìa. Bán quăng cái này đi. Ăn bên này thua bên này không sao. Ôi giời ơi, thấy chưa Tesla gãy kè từ từ. Chưa anh chưa quýnh gì đó thì em đi quay lại kìa, mình mới mua kìa, xong sáu một quay lại kìa, thêm lụm đi chốt đi trăm trên 161 kìa, ăn cái cây đó được rồi, nhả đi từ từ, đợi từ từ quýnh tiếp, có gì đâu sợ đó, nó quay lại kìa, em đi kìa, quay on the high luôn. Yes sir. Không sao. Oh man ơi, con Intel bay dữ nha, Intel này bay nè, Starbucks này bay lại nè, beautiful Starbucks, yes Starbucks và con Intel của mình bay lại nhé. Đóng con sao bắt lượng cũng được quá, bữa mình mua giá này nè. Đóng sao bắt đi. Từ từ coi. Ok. Em còn cái option, hai cái option share. Ok. Em bán hết sao bắt nha thêm, ok. Và con này ăn không có nhiều và tiền. Ok, em đóng con sao bắt để lấy vốn lại, ok. Đóng sao bắt. Em đóng con nó em lấy cái tiền lại thôi chứ không gì đó, ok. Đó, lấy tiền lại, ok. Intel vẫn giữ nha, Intel vẫn đang hold xíu, Intel đang quay lại kìa. Rồi làm gì? Ồ, mày này con kia rất dữ vậy trời, Tesla. Oh my god. What sale hả? Em đâu có care what sale gì. What sale đâu có thua đâu mà what sale. Bán quà tiền mà đâu có gì đâu, what sale gì. Em mua 86 em bán, giờ bán 86 mà what sale gì chị? Đâu thua đâu, thua mới quá sale, đâu thua đâu quá sale. Đâu bây giờ đâu quá sale chị. Khi nào mà chị thua quýnh thua nó rồi chị mua lại kìa, rồi quá sale em đâu có mua lại đâu, em mới mua Starbucks con lần mà. Bây giờ đâu quá sale, rồi con em đi nó bay luôn rồi, em đi bay lên 161.50 kìa. Đâu có quá sale đâu chị. Khi nào mà chị thua cái con đó đó, rồi chị mua ngược lại trong vòng 30 ngày chị mới quá sale, em ăn con đó luôn mà, em đâu có thua đâu. Và em cũng đâu có mua lại đâu mà quá sale.
Nhưng không, chừng nào mà chị thua mà chị mua lại kìa, em vừa không mua lại mà còn ăn mà sao bỏ xe được. Ô men Tesla rất ghê vậy, trời ơi là trời. Nvidia bay luôn. Oh man, Nvidia bính tà heo. Nvidia rất on the low, bay lên on the high luôn. Cái market chết rồi. Ok mấy mấy con nào cũng vậy không, chỉ có Nvidia là để anh lo. Mấy mấy em để anh lo. Em nói tìm đòi tiền bỏ vô đâu, bỏ vô cái long thơm này, thấy chưa, cái long thơm nó lên hoài luôn, market nào nó cũng vậy là giờ, thấy cái long thơm mình không, nó sẽ lên liên tục và nó sẽ tiếp tục lên thôi, thấy chưa, nó lên hoài luôn, bỏ tiền vô cái long thơm này, đừng cứ ngồi mà trade gì mệt, trade ra trade vào tốn thời gian làm gì, ăn quýnh, nếu mà quýnh pro á thì quýnh okay. Ăn được vài ngày 500.000 đô, còn không cứ quăng tiền vô long thơm quýnh, đợi lệnh em đưa vào long thơm, thấy long thơm cỡ nào nó cũng chạy thôi. That's what I'm talking about. Long term, baby. Buy and hold good company and you will make shitload money. Cứ đây trade nhảy ra với vào có ăn được đâu. Câu đó ngày mai có earning á chị làm. Ok. Nên em không cũng đụng luôn. Đợi ra nu sẽ đi win. Keep holding your long term. Yeah, Nvidia đang bay mạnh luôn. Còn Tesla nãy giờ đang coi coi nó làm gì mà rớt ghê à ta. Con này chắc Tesla em nghĩ là nó kéo mọi người vào earning chắc luôn. Man. Earning mà xấu con đó. Nó sẽ giật cái cây earning á, để bữa nào em làm deep research con Tesla cho team nha, tại team nhiều người hold Tesla quá, các em phải làm em go inside out cái con Tesla này mới được, coi nó đang có cái gì trong đó. In earning rồi growing great này nọ, chứ còn nó bây giờ em nghĩ nó còn dớt thêm một cái nữa đó. Okay. Cái cách nó chạy nha, nó vào nó gài người ta vào earning rồi phải không, cái bữa giờ nó nhả về xíu 170 mấy nữa không, nó nhả những cái cây này nè anh chị, đâu nó vẫn tạo ra cái low ở high nha, con Tesla right here vẫn low ở high, nó chưa bao giờ tạo ra một cái high 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 nha, low high nghĩa sao là cái đỉnh cao của nó, cái đỉnh mới lúc nào cũng thấp hơn cái đỉnh cũ đó, thấy không, 266, 240, 217, 205, 184, 177 thì thấy dòng giờ nó xuống nữa, cái cây này mà nó về 160 á, một vòng vòng đây nè, 160 160 từ 160 tới 165 á mà nó kéo anh chị vào earning rồi á, mà nó cho một cái bát earning thêm vào là con này 130 tới 140 luôn á, một chắc chắn luôn, 130 140 là thiệt, còn nó quá chứ, thiệt sự nó xuống 120 luôn chứ, nó mà 130 140 cái chót nó là nó nói lên cái điều đó luôn, ok, thiệt nó mà xuống không được nó xuống được đó, ok, bên chào thêm em thì không, em thì cũng cầu cho nó lên thôi, em thì không khe con này xuống nhiều thì càng tốt cho em để mua thôi, nhưng mà nhìn cái chót là nó nói như vậy, okay. Coi chừng nó gài giống bữa nó kéo anh chị vào là earning cái lần cũ nhau, nó drop một cái cây đó 4-5 triệu đồng nữa, okay. Bây cẩn thận nha. Em Tesla rớt nữa. Good morning anh One, good morning anh. Oh man, cái market rớt hoài luôn em, thiệt tình luôn. Em đi thì lên lại nè, Apple lên lại, Tesla không lên luôn. Apple, Tesla có nuôi cái gì vậy? Senior Vice President Drew Baglino has left Tesla. Ok. Why? Tesla lay off 10% employment. Ủa hôm bữa em nhớ mỗi lần công ty mà ra cái news lay off, Meta hay là Amazon lay off là mà stock nó lên, sao con này thì con Tesla lay off lại stock xuống. Bởi doesn't make sense, right? Đúng không? Con kia một con lay up nó lên, con lay up phải ăn nó phải giảm chi phí nó lại xuống, bởi vậy thì cái tình để coi làm gì. Tesla xuống mạnh luôn. Wow man, sáng nói con này cẩn thận nha, mình mở ra nó rớt liền. Con nào cũng rớt, em đi cũng rớt luôn. Ui chà chà. 66 luôn nè. Sâu luôn. Muốn bắt cái dip cái này ghê quá, nãy sáng giờ con Tesla chưa có một cái bounce luôn. Em đi quay lại 162 luôn kìa mọi người, em đi bay mạnh rồi luôn kìa. Wow, em đi man, em đi với Tesla con em đi không? Búng cái mình bắt cái đấy nó sẽ bay lên luôn kìa. Em đi bay lại kìa. Không biết Tesla có bay lại không. Bon xuống nè, bon là xuống mạnh nè, ok. Mà xuống đi, xuống cũng được. Chạy sao chạy mệt quá mấy thằng này. Ngồi nói chuyện nó mệt lắm thêm, ok. Tôi để cho nó rớt rớt mạnh mạnh đi, em mua cho nó dễ chứ không gì, ok. Ngồi thôi hơi đâu mà canh cho nó cho mệt đi. Coi giùm con khôi nha Duy.
Thôi hả? Coi là 264, 260 resistance và 220 là mình sẽ mua. Con này vẫn chưa qua được 260. Đang sideway con này không có shot nha. Con này lại canh xuống và lại mua thôi. Con này the next few years là nó là chùm trong cái market luôn á. Bên crypto là nó là sàn mạnh nhất luôn đó luôn á. Mạnh là một chuyện nha, nhưng mà nó phải save nữa. Ok, bây giờ đa số mà dân mà chơi stock chơi crypto bự á, okay, người ta không có chơi sàn nhỏ đâu. Chắc chắn luôn. I rather pay $80 fee, okay, or be safe, okay, hoặc là chơi Robinhood, chơi những sàn bự thôi. I don't play small, cái sàn nhỏ no more. Chơi mà crypto mà hold trade bự á, vô mấy sàn nhỏ bị nó lừa cái nó mất hết tiền rồi. Cái BlockFi pay you, bữa nó trả em như ta, One Ethereum nó pay mình như 500-600 đô á, okay. Okay. No, 500-600 đô nó quá chứ, no, 7. 50 Ethereum nó trả 1.000. Một Ethereum nó trả có 200 mấy à. Một Ethereum mà mình để trong cái block file nó trả mình 200 mấy chục đô, ok. Bà mom nó thiệt tình luôn. Ethereum giá lúc đó là 3.000 mấy á, ok. Mà nó trả mình, nó vào bankruptcy phá sản, nó trả mình một Ethereum có 200 mấy à. Ok. Nếu mình chỉ có 10 cái Ethereum á, ok, là nó cho mình được 2.000 mấy. Tính đi Ethereum đó 3.000 mấy là 36.000, nó cho mình 2.000. Order. Rồi chửi đầu nó thằng đó. Ok, nó pha bằng Pepsi xong cái giờ tụi mấy thằng CEO ra sống một lavish lifestyle, nó lấy vài tỷ của người ta xong rồi nó trốn. Ok. Been with the bullshit man. Nó slide nhấp nhấp đây nè. Ồ, Intel bay dữ vậy nha. Intel bay dữ nha. Mấy con mình đang hồi bữa hôm thứ 6 nó giật như nó bay lại nè, Intel đang bay lên lại nè. Ráng hold Intel đi, come on. Intel đang lên mạnh luôn. Amazon on the high nè, Tesla giật giật đây nè. Chưa, cái này không quýnh đâu. Boy không vào chơi, Boy không quýnh luôn. Em đi bay lên lại rồi, wow, em đi bay mạnh luôn. Ồ, con em đi chạy ghê không? Con em đi chạy như muốn V-shape luôn hay sao ấy thôi. Mình bắt cái đấy, 161 nó giật cái xong nó bay lên lại luôn, thấy không? Mai là cũng còn ăn nữa. Amazon lên tiếp, Tesla gãy lại kìa, Tesla quay lại 166 kìa, hold đây nha, Tesla quay lại đó. Tesla có cái đáy 166 này nè, thử coi nó làm gì đây. Tesla vẫn chưa cover cây nào sáng giờ nha mọi người, ok. Em vẫn đợi Tesla cho nó cover xíu đó, bắt đầu mình nó tạo trend, nó bắt đầu quýnh được, ok. Tại vì Tesla vẫn chưa ra trend. Ok, thử vô coi. 51 hả? Lên lại không? Nếu mà lên lại cây này 166-50 là nó bay luôn á. Okay. Con tới, Tesla. Mấy cái lên này không đây? Mấy mua vào 166. Còn con em đi quay lại luôn. Em đi nãy mình bắt cái đấy nó quay lại kìa. Em đi quay lại 163 kìa. Tesla vẫn drive flush xuống đấy tiếp không? Tesla vẫn chưa hold được 166. Quýnh chỗ này cũng hơi risky á, nhưng mà nếu mà nó hold được 166 nó đẩy cái lên lại thì mình đẹp, ok. Tesla này rất hơi sâu nha mọi người, ok. Nó rớt 2 ngày liền, bữa lên nhiêu? Bữa là 173, 175 rớt lại ha. Tesla hold được đây không? Rớt nữa. Market ta thấy là đang quay lại hết luôn nha, thấy market đang quay lại nha, ok. Nvidia on the high lại nè, ok. Apple cũng có mấy cây nhấp rồi nè nha, AMD cũng quay lại, Amazon là on the high luôn rồi, Amazon lên luôn, ok. Tesla gãy nha, của mình Tesla gãy nha, Meta gãy luôn, Tesla gãy sâu quá. Ok, Tesla vẫn gãy sâu luôn. Tesla không hôn nữa, nó lay up mà nó bắt đầu nó rớt tới bây giờ luôn. Wow, vẫn tiếp tục rớt luôn. Yeah, Tesla bullshit ghê thiệt.
không không hold luôn. Trên coi Tesla nó hold được cái kênh em nha. Em đi là quay lại hết luôn, em đi rớt lên luôn, wow em đi xanh luôn. Em đi chuẩn bị quay xanh luôn kìa, wow em đi nó đâm mấy cây luôn mà quay là xanh luôn. Còn Tesla thì đang nằm ở đây nè, để coi coi làm gì. Em đi chạy xanh luôn, wow em đi chạy hình mình bắt cái đấy 161 nó quay là 164 luôn, 163 mấy chục luôn kìa. Quá ghê luôn. Giờ tới mình bắt con Tesla. Lấy cái car bự quýnh quá chứ. Từ đó coi làm gì. Tesla nhấp nhấp 165-50 nè. Em đi lên mạnh luôn nha. Nvidia bay luôn. Nvidia quay là 900 luôn. Wow. Mấy chip chạy ra thiệt. Tesla hold it, hold it, hold it. Tesla là một con sóc đang bị ghẻ. Con ghẻ sao mà không chạy vậy trời. Là 165, quay là 166 là ok. Vẫn chưa thấy nó cover luôn. Tesla mấy hôm nay hơi vô dùm hơi yếu. Giờ bắt đầu sáng sớm, bây giờ nó đầu thứ hai cẩn thận nha. Nó quýnh nó khó đoán lắm, nó quýnh giật giật không à. Kìa Spy lên lại kìa, Spy TQ lên nè. Nvidia bay luôn, Nvidia và AMD bay mạnh luôn. Wow, ai hốt được AMD và Nvidia this morning là vô nha. Bay mạnh luôn. Để em coi Tesla làm như đây, Tesla vẫn giật giật 165-50 nè. Ok, lên lại Tesla, Tesla phải đu theo anh em, anh chị em chứ. Apple đứng. Hôn, 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 hôn. Quýnh xíu để hồi vô kia quýnh, ok. Sáng giờ chưa quýnh nhiều, quýnh sáng giờ ăn thua 1-200 mà không có. Đầu tuần không quýnh nhiều, Intel lên mạnh luôn nè. Long term này cũng ok. Nvidia vẫn chạy nha, Nvidia vẫn chạy nha, Tesla thì đứng chết đây rồi. Để coi xíu coi nó khô bông. Em đi chuẩn bị break in trade 2 luôn á, break 164 luôn á. Mấy con chip chạy rất là mạnh nha. Để coi Tesla khô bông được đây, 165-50 nè. Bắt đầu chậm lại, market bắt đầu khá là chậm. Tesla có những nó gai gai đi, nó rớt nữa nha. Từ từ để canh thôi, không áp thêm gì hết. Tesla nó đâm sáng giờ, nó đâm từ 17 mấy rồi. Để coi con này earning ngày 24 phải không? Tesla earning day. Market đầu tuần nó hơi chậm, ngày 23 tháng 4 là thứ ba tuần sau á, thứ ba tuần sau nó earning. Thế Nvidia on the high, Intel cũng đang hold, Tesla đang xuống nữa, Tesla 165 luôn, wow Tesla rớt nữa, Tesla không có một cây nào hold luôn sáng giờ luôn. Ui dây dây mình mà cắt ra nó bay lên lại. Thế Meta thì sideways, Meta sideways. Rồi Tesla vẫn gãy nha, 165 gãy luôn. 165 mà gãy 164 luôn, nó đang thâm cái volume vô để nó flush xuống, ok. Em vẫn ôm Tesla ở đây từ chưa thấy hết, em đang kế bên thôi à. Coi làm gì, nó đầm 5-6 đồng rồi đó. Em đang có Tesla 166 nè, đây em coi làm gì. Tesla khó mà cover ở đây á ha. Cái chart hơi xấu, có con em đi thì cover V-shape luôn. Wow, em đi xuống gale. Em đi xuống xong bay lại thẳng luôn, thẳng một cây, thẳng băng luôn. Dày dày, cái market này vậy. Quýnh day trade khó ăn thật ha. Mà cũng ăn thôi hả, từ từ quýnh từ từ thôi. Tesla đang hold ở đây nè, 165. Quay bắt đầu sideways rồi đó. Thôi ngồi chơi đi thêm. Market này không nên đánh đâu. Nvidia on the high nè. Bond on the low, có bond là rớt nhiều là canh mua thêm bond được. TLT mua mấy con nó chút được. Mấy con MSTR sao rồi? MSTR con này cũng 1400 mấy hả?
Còn chắc xe quay để nó lấy thế đi lên tiếp rồi. Hiyo Tesla 167 47. Còn phải quay về 166 phải hầu cho nó đó. Thì ok. Sáng giờ Tesla chưa có một cây nào cover nha. 165 50 52. Go 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 Tesla. Tesla vẫn gãy lại nha. Để coi Tesla làm gì đây, không ad, không mua thêm, cẩn thận nha mọi người. Tesla sáng có bắt đầu nó đầm sáng giờ luôn, không cover luôn. 165 37 em mới mua thêm xíu rồi, 165 30. Con này về 166 là đẹp, vẫn tiếp tục xuống luôn, ghê quá là ghê. 164 luôn. Tesla phải hold đây nha, không hold đây đang nó rớt nữa nha. Ok, con spy thì đi hết hết đi rồi, con spy là hết thức đi rồi. Ok, con Tesla đâm sáng giờ, Tesla đâm mạnh luôn, Tesla vẫn siêu đâm mình right now, không hold 165 luôn. Ok, để coi làm gì đây, chưa thấy gì hết á. Con này nó cover cũng lẻ lắm nhưng mà nó chưa có lực cover thôi. Ok, nó phải lên cái này một trên 166 thì đẹp. Ok, nó phải cover nhẹ về 166 là em out. Ok, break even. AMD thì cover hết, Nvidia cover hết luôn, có Tesla là không cover nổi thôi. Tesla vô bị đâm quá, Tesla nhiều người ôm nó quá, biết sao nhiều người ôm Tesla lắm. Ok, Tesla nhiều người ôm trên 200 mấy luôn, nó không cho ra đâu, tắt mà nó rớt kiểu này là không cho, nó không, nó cho dính hết cho nó luôn, nó sẽ giật hết, nó sẽ check từ 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 từ, từ cho mọi người ra hết hết cái tiền luôn, bắt đầu nó mới chạy nổi. Ok, alright team, market này khá là chậm. Ok, hôm nay cũng không có nu gì cover luôn, em đưa lên cho những cái con mà earning cho team đó. Ok, mấy con earning là tuần này là financial nhiều, bank earning rất là nhiều nha. Ok, Tesla thì tuần sau, tuần này có Netflix. Ok, mình ngồi mình đợi đi, market này không có đà đà để quýnh đâu, đa số rất là yếu thôi, mà đa số market mà yếu yếu sideways quay là nó giật xuống không à, tại vì không có nu chắc cú gì để cho người ta quýnh, người ta sợ lắm. Ok, không ai dám quýnh nhiều, mình day trade mình nhảy ra nhảy vào thôi, thua ăn thua vài trăm đô thôi. Ok vậy anh team, mình vào Discord quýnh nè, market vẫn chưa thấy gì hết, long term hold cho long term baby, and I see you guys tomorrow. Market này vẫn còn rất là bất ổn, không có gì để chắc chắn trong cái market này nha, quýnh cẩn thận. Thank you mọi người nha, market hôm nay không có gì để quýnh hết, chưa không có add thêm gì luôn, mới bán ra con Starbucks, Starbucks break even. Ok, để coi ngày mai market nó ổn định, bắt đầu mình add thêm, market này em không add gì hết. Good luck to everyone, ok, quýnh market này đừng quýnh hết tiền nha, hold your money. Thank you mọi người, I see you guys tomorrow. Go to VIP quýnh xíu. Thank you anh chị nha, Horn, good luck.